Doanh, Khánh Tâm trong vai Điêu Thuyền, và người đã làm nên show diễn của ngày hôm nay là trưởng của nhóm Tầm Nhỏ, và cũng xuất hiện rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng là đó là em Hà Trí Anh, diễn viên Hà Trí Anh trong vai Lữ Bố. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay, Lữ Bố Thí Điêu Thuyền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao? Chẳng hay hôm nay ngày 14 sang đây là để uống rượu. Uống rượu rồi để mà nói chuyện. Nói chuyện rồi để mà uống rượu tiếp. Uống rượu rồi nói chuyện. Nói chuyện rồi uống rượu. Có gì đâu mình nói chuyện.
năm qua. Năm qua. Tôi đọc. À, có tôi đọc. Tôi đọc tệ quá, tôi đọc. Ngài chắc tôi đọc tệ. Ngài nói vậy nghe sao phải. Lão mời ngài qua đây. Yêu tiệc với bà con lỗi là đọc tệ. Đọc trò á thì nóng được như vậy nè. Nóng quá. Nấu thì không có kiểu bàn. Đúng rồi. Mà tôi đọc có tầm 2 cây rồi đó. Ngài nói sai rồi. Cái đồ này, cái quạt này là cái quạt của đồ. Cái này là của đồ của nó rồi. Ông con. Cái kia nè. Ồ, sao nóng quá. Ủa cái này của ai? Dạ, của đồ. Của Lữ Ông Hồng. Ủa quạt Lữ Ông Hồng cho tới tới của tôi đồ ta. À mà thôi, nếu mà quạt của Lữ Ông Hồng thì thôi, đồ trả. Xin đa tạ tôi đồ. Trước khi đồ trả, cái đồ dặn có vài câu. Quạt á là dùng vô chi vô giác à. Tư đồ giảng nó đâu có biết nghe đâu mà giảng. Vậy mà nó nghe được mới hay chứ. Tư đồ giảng nghe tôi giảng nè. Dạ. Quạt mày qua với người ta, mày ăn có nơi, mày ngồi có chỗ, mày đừng có đi bậy đi bạ. Mà chúng còn cái quạt hay chưa, gõ cánh hết hồn luôn. Đó, vậy mà nó nghe. Mày nghe cái quạt, mày nghe người ta nói cái quạt. Lớn rồi. Già rồi. Ăn có nơi, ngồi trong có chỗ, đừng có đi qua đi lại. Thì con biết cái nghe quạt. Mới nói lại gì cho đỡ. À, mời ngài vào, mời ngài vào. Mời có vô. Mời tôi đồ. Qua Lữ Ông Hồng. Chẳng nghe người ngồi yếu gì nãy tôi đẹp là làm đẹp chứ Lữ Ông Hồng không phải là. Tư đồ nè. Sao? Người bò yếu rất ư là xinh đẹp. Chính là. Thêm giọng hát là ấm lót êm tai. À. Rồi đây bố sẽ ở lại đây với anh người mãi mãi. Nếu Lữ Ông Hồng đẹp ý được để già kêu là bò yếu tiếp. Tiêu thì God.
diễn đi. Ông trai nó đại nè. Cái bức sen le tùng lòng ao chút chút mai la à chút chút mai la nhất là cái bức mà sen le tùng lòng đó bức tùng lòng rất là tinh xảo đó tôi đâu ngài khen bức tùng lòng dạ ngài khen cái già già chê sao vậy tôi đâu ngài nói cho ngài biết cái bức sen le tùng lòng là con ngai nó ngồi với cội tùng đúng không dạ à mà cái anh thợ trẻ gần ngày tết anh gấp về quê ăn tết anh vẽ ẩu vẽ tả anh thêm nhạc tốt sự nó không thành con mai mà thành con gì đâu có đó là con nai tôi nói con dê là con nai tôi nói con dê nè con nai á là nó có sự có cả dây nè còn con dê đó mà con dê sao nó không phải nằm trong dưới như vậy nè dẻo mình á nó nằm trong dưới làm gì nè nói cho nó đồng hồ biết có hàm trong dưới vậy làm gì cha còn không có hàm trong dưới làm gì con mà nói nó dê cha dê con gì nó ăn xua đũa đó là mà lớn không thưởng tỏ mà nó đó dạ vô cùng chứ tôi đồ sao chẳng hay là con gái khi nãy mất vừa bồi yến là con gái nhà ai vậy ngài không có dấu gì ngài nó chẳng ai xa lạ nó buồn á thì nó gọi lão bằng cha mà nó vui thì gọi lão bằng tía tía đó nói như vậy là con gái của tía đó hả tía lương hầu con gái lão chưa có chồng lương hầu kêu lão bằng tía kém chuyện nó tội nghiệp bà dạ thưa cô với tư đồ trong tình ái đều hương thắm lá ngắm tiểu kho như mai hải còn xanh chị đã có nơi chị võ chế mà hay còn hãy đại phương kính trọng chị hả tư đồ lương hầu ngọc tốt vẫn còn treo giá kim trầm vẫn hải chọn cây làm tài sinh chưa kể trẻ mài lão còn treo mình tước chờ người buôn đạn học mấy thai mấy thai có lương hầu chết ta kéo chỉ đỏ dưới mấy tấm mặt đầy luôn con gái nhắc đi xuống
chưa lại bệnh công, chờ ngày là năm tốt cũng được lễ qua nước nóng cá lòng về chứ thủ thôi, đáng lòng chờ đợi dài hơn nữa. Giờ đây lão cho hai kẻ hạt đi tâm sự. Dạ tiền phải không? Con trả tiêu thiệt. Dạ tiêu thiệt. Dạ đừng có bảo nè. Dạ còn biết phải giờ con ngồi yên cho ai luôn. Dạ là ai chứ? Cái vị thượng khách này có tên là Lữ Ôn Hầu, chưa có còn một cái tên nữa mà người người nghe đó vô nghe là họ chà chắc dò lên cổ người ta tên là Lữ Ngốn. Chứ không phải bố dưới nước, bố này nhìn khô. Bố này bờ trong nhà đây luôn. Nè. Dạ. Gì? Cha nói chưa cạn lời, cô đâu vào vội vàng rút lời của lớp ngủ. Bố này là bố trên bờ, chứ không phải bố dưới nước, con có sợ. Bố này nhìn khô à. Chả lại, cái tên Lữ bố nó sống vậy, nhưng còn cái tên rất là đẹp. Cái tên người là Lữ Khủng Tiên. Dạ, cha nói cho nghe nè, cái tên trước á là Lữ Ôn Hầu. À, Lữ Bố. Lữ Bố. Lữ Bố. Nó xấu gì đâu á. À. Còn cái tên Lữ Khủng Tiên đó cha. Sao con? Nó đẹp. Nè, ngay người đà phải là thái tử. Yeah.
Yeah.